phá thai thôi, có gì đâu mà sợ. Mới 2 tháng chỉ là cục máu thôi mà. Đi, bỏ nó đi. Chị. Không được, chị là chị dâu của em, chị không được làm như vậy. Chị ơi, em xin chị thôi, chị đừng có bắt em bỏ con em ạ. Không được đâu chị ơi. Đừng có nhiều lời, bỏ là bỏ. Ý mẹ như vậy rồi, chị chỉ làm theo thôi. Đúng đó. Mẹ, con xin mẹ mà, mẹ đừng có ép cô ấy. Ai ép? Tự tụi bay tìm cái đường khó tụi bay chui đầu luôn. Cái thân mày còn lo không xong, mày còn rước thêm cái của nợ này nữa. Con xin mẹ mà, con sẽ cố gắng chăm chỉ. Hay là con bỏ học, con làm con nuôi vợ con với mẹ. Con xin mẹ đó. Mẹ, thôi thử thế là được rồi đó mẹ ạ. Tại sao vậy con? Mấy con đi học mà mày làm ra cái chuyện như vậy nè. Tới bao giờ mày mới hết để cho ba mẹ lo lắng đây? Giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, mẹ có muốn đánh muốn chửi gì á thì mẹ cứ làm đi. Mày còn dám thách thức con nữa hả? Được rồi, tao đuổi đầu mày ra ngoài đường á, để mày sống như thế nào. Đi đi đi. Con cầm tiền con chạy theo em đi, chứ tụi nó bầu bì á, nó cũng có cái để ăn nữa mà, nó tiền bạc ở đâu. Mẹ à, con nghĩ tiền bây giờ không giải quyết được vấn đề đâu. Cái quan trọng là bây giờ hai đứa nó phải biết phấn đấu mà chăm lo cho con của nó. Thì mẹ biết như vậy rồi, nhưng mà bây giờ làm sao? Tụi nó cũng nhỏ quá, nó không có hiểu cái gì đâu con. Con có cách này. Chuyện là như vậy đó, mẹ la, mẹ đuổi, nhưng mẹ vẫn thương. Sợ hai đứa nghĩ quẩn rồi làm trò dại dột, nên chị mới bày kế để thử lòng hai đứa như vậy đó. Có đúng không ạ mẹ? Thằng Hậu á, có hứa là từ nay biết chín chắn, biết suy nghĩ hơn không? Dạ, con hứa mà. Hai đứa thật lòng yêu thương với nhau, lo lắng cho nhau, thì á, mẹ sẽ quyết định làm đám cưới cho hai đứa. Con trai, con dâu, cháu nội của mẹ, làm sao mà mẹ bỏ được, đúng không ạ mẹ? Mẹ là má của con, anh là sau này, muốn em là con.